Giờ chị cho em biết họ tên với lại cái chứng mà đau lưng chị đang gặp sao, chị nói cho em ơi. Chị Trịnh Kim Nga, Dạ. 51 tuổi. Nè, rồi chị đã là đang ngang đây. Đứng lâu cũng đau. Mà khi thức dậy ngồi, chuẩn bị ngồi là một hồi mới đi được. Nếu bước xuống thì nó thốn gót này, mà nếu nhanh đó thì nó bị giật. Là thay hai đốt sống Thoáng lưng qua đốt sống lưng mà hẹp và là khẽ đốt hẹp không sống sao. là chút sao. À. Rồi, cảm ơn chị. Nhà em tên là Trần Thị Kim Hồng, 52 tuổi. À, em bị thoát vị đĩa đệm đốt 4 đốt 5. Thì mấy năm về trước đó là 7 năm về trước là bác sĩ kêu mổ á, nhưng mà mình tập cái trị liệu với lại tập yoga thì nó cũng mất Em là Trần Thị Kiều Anh, năm nay 54 tuổi, bị thoát đĩa đệm cũng lâu lắm rồi mà không có hết, thì đi đứng rất là khó khăn, nhức mỏi. À, lúc nào có cảm giác buồn ngủ không? Khi nào cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà ban đêm mà nó nhức tới sáng, lúc là nhức nhức nữa, À, khó cái chịu chỗ lắm. Giọt bẻ à, đủ bệnh hết đủ bệnh. rồi. Tôi tên Võ Tỷ, sinh 956, thì cái bị cái lưng cái khớp hông đau 10 mấy năm rồi, mà tới giờ nó cũng còn đi đi thì nó đau, ngồi thì nó không đau, đứng thì nó đau, nhúc nhích thì nó đau. Rồi. Rồi trước mặt các cô chú là cái hai cái viên đá lạnh ha. Bây giờ mình sẽ cầm hai cái viên đá lạnh đó, mình để vào cái phần mà cái phần thắt lưng, cái chỗ lưng của mình đang bị đau á, mình để thẳng vô đó luôn. À. Để đi dọc cho cuộc sống luôn ha. Để ngay cái chỗ đang đau á, để dọc vô không, hoặc là nếu mà ngay cái cặp quần đó, mình nhét vô cặp quần luôn, mình để mình ráng chịu như vậy trong vòng 3 phút. À, đau ngay chỗ nào đặt đúng chỗ đó cho em. Bây giờ chị sau khi chườm đá xong chị thử đứng dậy giùm em ơi. Chị Chị đứng hả? dậy, ừ, đúng rồi. Giờ thử từng người một. Rồi. Sau khi mà chườm cái đá lạnh vùng lưng xong rồi, bây giờ chị thử những cái động tác mà trước đây mà nó làm chị đau lưng á, chị làm thử coi nó còn đau Lúc chị về là chị đau mà chị không có lắc được, còn bây giờ thì thoải mái rồi không? À. Giờ có thấy đau giờ tới nay chị đang lắc thì không có đau gì đâu, nhưng mà khi mà chưa tới đây ấy, thì chị làm được nó giật. Nó giật hả? À, nó làm như là nó rôn lên vậy, là cái bực cái là chị điếng rồi, À. không cử động được. À, bây giờ cử Ăn động chở rồi. chị đưa trên đường lên mà xuống ổ gà là chị phải đau ấy, không cử động được một chút xíu, rồi xoáy 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 hết 5-10 phút mới cử động. Còn bây giờ thì chị thoải mái. Đưa vòng là lắc luôn đúng không? Bây giờ chị thử nhảy lên cái vàng rồi. Rồi. Không đau. Không đau. Ủa đã rồi về chỗ ngồi. Rồi Chị chị. thấy như vậy là không được á. À, rồi, em thử chị thứ hai. Thường là sao chị đau chị cứ làm đi. Nãy thì ngồi mấy cái vậy là chị đau lưng, mà giờ ngồi lại thì không thấy đau mấy cái phần lưng này. Lắc Nãy có bị đây đau lắc thì nó ví dụ lắc này thì ngày nào cũng đi lắc rồi không biết, nhưng mà không? cái là cái nãy mới mới cái mà ngồi lên ngồi xuống rồi á, là chưa mới là nãy là mình ngập ngồi á, chưa cầm đá thì nó ê ê cục sống liền, còn giường xong mình ngồi lên ngồi xuống cái này. Rồi, ok, cảm ơn chị. Chị thứ ba, đây, chị này là nặng lắm nè. Thấy chị than dữ lắm à. Động tác nào Rồi. thì đau cho chị trường đá xong chị thấy như thế nào? Mà phần đau không đứt không? Cái đó đau thần kinh tọa, chưa tính, chưa làm mà. Đang phần lưng. Hồi nữa xử cái thần kinh tọa cho. Đỡ thôi hả?
bớt đau, nhưng mà cái thần kinh tọa nó vẫn còn đúng không? Rồi về chỗ giờ. Đau thần kinh tọa trường đã làm nghe mông. Rồi còn anh là đau khớp háng không, trường nghe háng. Rồi bây giờ chị thử đứng dậy coi nó còn có còn lói không, nó còn lói xuống dưới không hả? Hết đau à? Ngộ vậy là thử đứng lên ngồi xuống coi. Hết rồi. Không còn gì nữa. Hay thiệt á. Ngộ à. Rồi lát thử lấy mấy cục này về à. Cái cục này nó linh nè. Rồi, mày chị về chỗ. Lấy anh đau khớp háng. Lấy luôn. Nó có bớt đúng không? Cái háng này chỉ có cử động là làm vậy là đi gì đó làm chìm nó mới đau, còn bình thường nó không đau. Đứng lâu thì phải đau. Còn giờ nhảy tưng 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 luôn mà cũng không đau. Nó có giảm. Có gì nữa nó có giảm. Không, thường mà đau háng nhảy vô đó nó đau lắm. Đi bộ nó còn đau rồi sao mà nhảy? Sao mà nhảy được? Nó đau một cái, nhưng mà nó mỏi hai cái chân, bây giờ mình không có muốn sức nó đứng. Rồi bây giờ anh thử ngồi xuống rồi anh đứng dậy giống mới nãy à. Rồi, thường thường là nó nhả nó ngồi. Rồi xong rồi cỡ 15 phút, 20 phút, nửa tiếng. Ngồi vậy là bắt đầu lên nó đau, đau từ từ. Ngồi vậy lên nó yếu sức. Mình phải dán tinh xíu. Cái mạnh ra giờ nó mới mạnh bình thường. Rồi, ok, cảm ơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.